lấy quanh đây chút. Rồi bây giờ tới Chi Tôn xuất phát nha. Chi Tôn sẽ vô con đường cồng kênh này nha. Đây cái hố, chỗ này sâu lắm á, dễ dước cản lắm á. Quá tài để cán cũng đó, dướng cản rồi, dướng gầm, dính mỏ, ủi mỏ, khoan từ từ, yeah, không được, bung rồi luôn rồi, ve lại đi, làm lại luôn, em ôm sát qua đây luôn, ve hết luôn rồi, ve lên dốc luôn đi. Ôm qua anh tay nhiều mới được. Qua anh tay nè, đi thẳng vậy nè. Ghe lên luôn. Rồi, em ghe luôn đi, ghe luôn chỗ xuất phát nè. Rồi ngay lại lấy qua phụ. Không. Lấy đất qua phụ. Mẹ con xuống đây. Ghê lắm, kêu hai mày con xuôi. Ghê lắm. Ôi trời ơi. Đây là một buổi sáng ngồi trên đồi đốt đống lửa và uống cà phê chiêu, ngắm xuống thung lũng và xa thì có nhà lòng, hồ nước đồ, thì không khí lạnh nó rất là chiêu nha anh em. Dân, đây là đoạn video tiếp theo của cái Tết niên của đón đêm Noel ha, đêm Giáng sinh. Mà mấy video trước mình chưa có chia sẻ buổi sáng. Đây là sau một đêm vui chơi giải trí thì sáng mấy anh em bắt đầu mới dậy hơi muộn và ngồi bên ly cà phê để trao đổi ha. Thì cảm giác nó hết sức là thoải mái nha anh em. Sau những ngày làm việc vất vả đó, từ trên cao mình ngắm xuống thì những thung lũng nó xa xa như thế này nhìn rất là đẹp và không khí nó mát lạnh nữa. Bên ly cà phê với anh em để tám chuyện thì rất là tuyệt vời. Mình chân thành cảm ơn những anh em đã đăng ký kênh, đã xem, like, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình thời gian qua ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho mình một đăng ký kênh đi để cập nhật tất cả những cái tour như thế này. Và bên cạnh đó thì mình cũng làm dịch vụ tour, thiết kế tour cho anh em đi nha. Thí dụ anh em có nhu cầu đi như thế nào, nặng nhẹ thì đều có những cái cung cho anh em trải nghiệm hết. Hay là những đi suối, đi thác, đi những điểm nào đẹp mà mình có thể biết mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Còn anh em muốn tự túc thì mình cũng sẽ chỉ điểm để cho anh em tự đi nha. Thí dụ như đi như thế này thì mấy điểm quanh quanh thành phố Đà Lạt thôi. Đi trong ngày cũng được, đi một buổi cũng được, đi qua đêm cũng được. Ăn uống thì nó cũng đơn giản thôi, rất là ấy, đồ đạc liệu chạy đồ đầy đủ hết, mình trang bị đầy đủ hết cho anh em ha. Anh em có thì đem, còn không có thì mình vẫn hỗ trợ cho anh em hết. Về gừng thì gừng nguyên sinh và suối thì ở Đà Lạt nó rất là nhiều nha, rất là đầy. Anh em mà đi tour bình thường thì sẽ không bao giờ đến được những cái điểm như thế này đâu. Chỉ có những xe đội hình upgrade như thế này á, hoặc là nhé, mấy anh nào chơi riêng lẻ thì cũng sẽ biết một số điểm. Chứ còn nó mênh mông, nó còn gần nguyên sinh nhiều lắm. Mình sẽ cắm trại có những nơi là không có sóng điện thoại luôn, chỉ xài bộ đàm thôi ha. Nói chung anh em mọi miền Tổ quốc mà có đến Đà Lạt mà muốn có một hai cái buổi chiêu như thế này thì cứ liên hệ mình sẽ thiết kế ra, tư vấn cho anh em. Đây là toàn cảnh của cái hội Upload ha. Thì cái tour này là tổ chức Noel. Buổi sáng thức dậy đó là bắt đầu thu dọn chiến trường, chuẩn bị gom lều chạy và rút quân ha. Thì nên xe cũng rất là đông đó, mỗi xe đậu cái bãi thì nó hơi hạn chế nên mỗi xe đậu một kiểu, đậu khác nhau.
Chứ nếu mà bãi rộng như bên cái thông cô đơn á, thì cái điểm này cũng gần cái thông cô đơn ha. Bên thông cô đơn thì có một cái bãi rộng gần cả ba sân banh vậy đó, rất là rộng để cho anh em thoải mái luôn. Nhưng mà đi bên đó thì những xe như 4 chỗ 5 chỗ này đi không được, một cầu đi không được. Cái địa điểm này thì dễ để cho có một số có 4 5 xe đó là ấy để, một cầu để anh em tham gia theo chương trình. Mà nhiều khi đi về cái mốt về bỏ 4 chỗ luôn, 7 chỗ luôn anh em ơi, đổ qua bán tải hai cầu hết ha. Nhưng mình đây hồi trước mình cũng ấy, mình đi 16 chỗ mà chế thành mobile home đó, nên cái kênh này có kênh là mobile home. Mobile home có nghĩa là căn nhà lưu động. Sau khi gia nhập đội upgrade này thì bắt đầu mình bán luôn xe kia và mình sắm luôn em hai cầu ha, để trải nghiệm cùng anh em cho nó thú vị đó. Nhưng chiếc đen đen này là thua nha, không có chơi được những cái cung đường nặng đâu. Ngoài ra anh em nào mà kết đam mê đấy thì kết nối với mình qua Zalo để mà hóng tour ha. Nhiều khi trong đó anh em cùng đam mê vô đó tám chuyện cho vui, và nhiều khi có tour thì mình sẽ thông báo trên đó chứ không thể thông báo từng người được. Anh em nào có điều kiện thì đi được thì đi, thì kết nối vô trong đó thì sẽ trao đổi tám chuyện cho vui thôi. Mục đích là để nói về những cái niềm đam mê, những người chung sở thích với nhau thì sẽ về chung một cái nhóm với nhau để mà trao đổi thì nó rất là dễ ha. Zalo của mình là 0974448696 ha. Anh em nào mọi miền Tổ quốc luôn, không cần tham dự cũng được, chỉ cần thí dụ đam mê thì vô đó để tám chuyện thôi. Rồi mà anh em tiếp tục theo dõi một buổi sáng ở tại đây nha. Ê, chở vậy đó, chở quay ngược lại, chở về về tới nhà đâu còn cái xương không á. Chạy xăng. Ồ, cây. Từ từ nha. Ôi, cái kia nó xẹp quá kìa. Ai? Lùi lại. Hôm xui thì qua đây chút, qua đây chút, qua đây chút, sát qua đây chút, qua đây, qua đây. Ừ, đó anh kêu ngay xem đó, đúng rồi, rồi xuống từ từ.
Rồi, rồi lấy qua phụ chút đi. Nó canh mấy anh đây nè đi. Rồi ngay tới luôn. Ngay tới. Rồi lấy qua, qua phụ đi. Xuống từ từ thôi nha. Từ từ thôi. À, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Mẹ ơi. Cắn nhựa hả? Ủi nguyên một đường luôn. Ủi một đường luôn. Cắn nhựa không sao. Rồi, tới đây. Đây bắt đầu, lấy qua. Bươi bánh trước, bươi bánh sau. Lấy qua phụ, qua phụ. Vi sai. Vi sai. Quá. Hiệu quá. Để ôm sát bên trái nha. Cực kỳ nghiêng nha. Thế này cực kỳ nghiêng. Đó. Ê ê ê ê gọi bê rồi rồi rồi. Rồi, rồi, ủi cái đầu xuống rồi. Dướng cái đầu cao lắm rồi, che đi. Rồi lấy qua tài, lấy qua tài. Tài ư, tài nhiều. Rồi. Mạnh luôn. Rồi tới luôn. Hay quá, quý sai. Ghê quá. Ngay tới rồi, chỗ này dễ mà. Đúng rồi, đúng rồi. Cắm bánh mà đi thôi. Ý à, sao mà dướng cái gì dữ vậy? Sao đi trên đó? Ủa đi xuống đây mới lên chứ. Ừ. Lâu lấy qua tài, lấy qua tài. Cá gầm đó. Ô quá ok, nhẹ nhàng. Ô, móc đổi chi tên thôi. Móc đổi chi tên đi trái tên. Múc đổi chai tần đi. Chai tần á. Chai tần. Ú. Ở đây đây được. Cái này mua thùng sao làm chứa đồ mà. Ừ. Ủa sao giờ có cái gỗ đâu đâu đây với người ta? Có chứ, hôm trước mình có gỗ mà. Có đó. Có cái bằng tăng đó. Đâu có. Rồi ghé ăn trưa nha, trên một cái đỉnh đồi gió quy vu luôn. Nghe gió luôn. Nghe gió là biết ồ ồ ồ. Bên kia là mưa. À. Ta đã xuống trên đây, còn kia là tuốt ở trên. Tuốt trên núi đó, thật khó bóng dáng ngay đó. Đâu rồi. Giờ mà thấy cái núi nó cao.
Tới đó được rồi. Tới đây. Nhẹ nhàng quá à? Sao mà đi nhẹo vậy à? Ừ, rộng hơn. Chuẩn bị chai tôm. Đó, rồi. Dướng cái mỏ. Dướng cái mỏ. Cái mỏ sát không sao. Nguyên cái mỏ bằng sắt. Rồi còn nhiều hấp dẫn lắm anh em ơi, nhưng mà anh em xem video tiếp theo ở video sau ha. Còn đây là một trong những cảnh đẹp mà mình đã đi qua, và nơi nào mình đi qua mà có cảnh đẹp là mình sẽ chia sẻ cho anh em để anh em cùng trải nghiệm với mình ha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em, cảm ơn rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye anh em, hẹn video tiếp theo nha.